Cuối năm 2020, Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gồm có 4 lĩnh vực ưu tiên là công nghệ số, vật lý, công nghệ sinh học, năng lượng và môi trường. Thực tế, chúng ta có một lực lượng lớn kiều bào, đặc biệt là những trí thức, nhà khoa học trẻ đang công tác trong các lĩnh vực này trải rộng trên khắp toàn cầu. Tuy nhiên, công tác kết nối nguồn lực, tri thức của kiều bào với nhu cầu trong nước nhằm cập nhật các công nghệ tiên tiến là bài toán không hề dễ dàng. Pin dự trữ năng lượng tái tạo này hoàn toàn made in Việt Nam. Đây là sản phẩm đầu tiên của Viettel trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thành công này có sự góp sức lớn của một chuyên gia người Việt ở nước ngoài. Khi về tham dự diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2018, tức là khi mà mọi người biết được mình làm cái gì và mình cũng biết được ở Việt Nam gọi là người ta cần cái gì, như vậy là thông qua đấy nó tạo một cái điều kiện, tạo một cái kênh thông tin để mình có thể giữ liên lạc với cả Việt Nam hoặc là để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với mình. Các chuyên gia nước ngoài thì họ có tri thức, họ có những cái thông tin rất mới về các cái công nghệ. Thế còn lại doanh nghiệp trong nước thì như bọn mình ấy, thì có nguồn lực và cũng có các cái know-how để có thể biến được những cái ý tưởng của các cái chuyên gia đấy thành một cái sản phẩm mà nó đủ ổn định để có thể thương mại hóa được. Pin dự trữ năng lượng tái tạo là dự án thứ hai của tiến sĩ Nguyễn Duy Tâm hợp tác với đơn vị trong nước có sản phẩm cụ thể. Là chuyên gia về năng lượng tái tạo, lĩnh vực đang được xem là ưu tiên phát triển ở Việt Nam. Thế nhưng số dự án làm việc với các đơn vị trong nước hiện nay vẫn không nhiều. Mình thấy thiếu đó là một cái kênh liên lạc hay là một cái diễn đàn. Một số bạn như mình có những cái nghiên cứu mà có thể phù hợp với các doanh nghiệp ở trong nước để có thể phát triển. Thì lại mình, những người như mình có thể là sẽ không biết liên hệ ở đâu. VietSearch là nền tảng công nghệ chuyên cung cấp thông tin của chuyên gia người Việt trên toàn cầu ở mọi lĩnh vực. Đối tượng chính sử dụng kho dữ liệu này đáng lẽ phải là các doanh nghiệp trong nước. Nhưng đến nay, những người thành lập nền tảng này cho biết, ngoài những đơn vị nghiên cứu thì chỉ có một vài công ty lớn tiếp cận sử dụng. Như vậy cũng là một sự lãng phí. VietSearch đang muốn xây dựng hệ thống dữ liệu về nhu cầu trong nước nhưng không hề dễ dàng. Hiện tại chưa có một cái nền tảng xã hội nào hoặc một nền tảng công nghệ để có thể đưa lên những cái yêu cầu của những cái doanh nghiệp tìm kiếm những người Việt trên thế giới. Thì VietSearch cũng mong muốn là xây dựng một cái nền tảng để làm sao các công ty có thể đưa lên những cái bài toán và cả những cái vị trí công việc để họ có thể kết nối chuyên gia và những cái nhu cầu tại Việt Nam. Trên thực tế, cầu nối giữa trong nước và trí thức kiều bào vẫn diễn ra thường xuyên. Hàng năm rất nhiều sự kiện đã quy tụ sự có mặt của các trí thức kiều bào. Thế nhưng để phát huy nguồn lực chất xám của kiều bào vẫn cần một sự đổi mới. Kết nối các nhân tài người Việt với trong nước. Nhưng mà khi gặp thì ai cũng nói là chúng tôi rất cần. Nhưng mà bây giờ là cần cái gì? Cần lĩnh vực gì? Tôi nghĩ là ở đây cái vai trò mà có thể nói nôm na là cầm trịch ở trong nước cũng rất là quan trọng. Hoặc là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là Bộ Khoa học Công nghệ, hoặc là Bộ cái Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chỉ có trong nước thì mới hiểu được cái nhu cầu ở trong nước. Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, sau mỗi diễn đàn thì chúng tôi đều có cái báo cáo và đề xuất kiến nghị với lãnh đạo đảng, nhà nước, các cái ngành có liên quan, làm sao là các bạn tham gia được nhiều hơn, rồi tiếng nói của các bạn được lắng nghe nhiều hơn. Đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới đã được Chính phủ phê duyệt vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Dựa vào 3 nhóm giải pháp đặt ra, việc thu hút nguồn lực kiều bào được kỳ vọng sẽ được triển khai một cách thống nhất, tạo cơ sở cho các cơ chế chính sách phù hợp, triển khai hiệu quả các đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học kiều bào.